Đoàn công tác phòng tăng thiết giáp Bộ Tham mưu quân khu 7 do đại tá Trịnh Hoàng Minh chủ nhiệm tăng thiết giáp quân khu vừa có buổi kiểm tra thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tổ chức xây dựng lực lượng tăng thiết giáp năm 2021 tại đại đội tăng thiết giáp phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đoàn trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức xây dựng lực lượng biên chế số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật thành viên kiếp xe tăng thiết giáp số lượng tình trạng vũ khí xe máy trang bị xe tăng thiết giáp công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật hệ thống sổ sách nghiệp vụ quản lý công tác kỹ thuật công tác bảo quản bảo dưỡng quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật trong kho tủ súng thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian vừa qua, cũng như công tác ngành kỹ thuật của đơn vị. Đoàn cũng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thời gian tới cần tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật cho xe tăng thiết giáp, cũng như gấp rút hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện năm 2020 đang bị chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.